Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sự tăng cường lệch đông của khối không khí lạnh khiến khu vực Bắc Biển Đông thịnh hành gió đông bắc cấp 5 và phần phía đông bắc có lúc đạt tới cấp 6 nên tình trạng biển động hơn. Tuy nhiên, thời tiết tại đây khá ổn định khi mà mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi và tầm nhìn thông thoáng. Ở các vùng biển phía Nam từ Bình Định cho tới Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan cũng như khu vực giữa đến Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, cường độ gió đông bắc yếu hơn, mạnh nhất là khoảng cấp 4 đến cấp 5, nhưng mà trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, kèm theo tố lốc và hiện tượng gió giật mạnh, nên vẫn gây trở ngại cho hoạt động hàng hải diễn ra. Dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 10, thời tiết và tình trạng sóng gió tại các vùng biển sẽ chưa có nhiều biến đổi. Nơi có gió đông bắc mạnh hơn cả vẫn là khu vực Bắc Biển Đông, với gió phổ biến khoảng cấp 5, đôi lúc đạt tới cấp 6, tuy nhiên trời lại ít mưa. Trong khi đó, rãnh áp thấp có trục từ 8 đến 10 độ vĩ bắc còn duy trì nên các vùng biển từ Bình Định cho tới Cà Mau, khu vực Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa đến Nam Biển Đông sẽ tiếp tục có nhiều mây và mưa dông rải rác. Trong cơn dông khả năng có lốc xoáy, gió giật gây trở ngại cho tàu thuyền lưu thông. Tiếp theo, mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc tại vịnh chủ yếu hoạt động với cường độ cấp 4 đến cấp 5 nên tình trạng biển bình thường, sóng biển dao động từ 1 cho tới 2 mét. Ngoài ra, thời tiết tại đây trong 3 ngày tới cũng ở trong trạng thái ổn định với mưa xảy ra ít, trời có nắng với tầm nhìn xa tốt ủng hộ cho hoạt động hàng hải. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết và tình trạng sóng gió cũng ít có sự biến động trong khoảng 3 ngày tới. Tại đây, gió đông bắc vẫn thổi đều với cường độ trung bình và độ cao sóng sẽ không vượt quá 2 mét. Trời nhiều mây về đêm và sáng nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn thoáng và thuận lợi cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Đối với vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cột Cỏ Lý Sơn, gió có hướng đông bắc là chính và cường độ gió khoảng cấp 4 cho tới cấp 5 nên biển không động. Đáng chú ý là tình trạng nhiều mây, có mưa rào và dông xảy ra rải rác ở vùng ven bờ gây đôi chút khó khăn cho tàu thuyền lưu thông. Thủy triều tại vùng biển này sẽ có đỉnh không cao, những ngày tới chỉ dưới 1,5 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, đây vẫn sẽ là nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong khoảng 3 ngày tới, nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Gió trên vùng biển này sẽ thịnh hành theo hướng Bắc đến Đông Bắc với cường độ trung bình. Xuống tới vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió có hướng Đông Bắc với cường độ phổ biến là khoảng cấp 5, cùng với tình trạng nhiều mây và có mưa dông trong 2 đến 3 ngày tới nên sẽ không an toàn trong hoạt động hàng hải bởi trong mưa dông còn có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Trong khoảng 3 ngày tới thì gió tại đây sẽ thịnh hành theo hướng đông bắc đến đông với cường độ khoảng cấp 4. Thời tiết thì vẫn sẽ nhiều mây và có mưa dông kèm theo khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Tương tự như vậy, trên vùng biển Vịnh Thái Lan thì dự báo trong khoảng 3 ngày tới gió cũng sẽ duy trì cường độ trung bình đến yếu, sóng biển sẽ có độ cao không vượt quá 1,5 mét. Tuy nhiên, trạng thái nhiều mây và có mưa dông tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền, nhất là vào lúc chiều tối và đêm. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, khu vực này phổ biến trạng thái thời tiết khô ráo, trời hầu như là không có mưa và sẽ có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió đông bắc hoạt động với cường độ khoảng cấp 5, đôi lúc đạt tới cấp 6 nên biển động gây trở ngại cho tàu thuyền lưu thông, nhất là các tàu có tải trọng nhỏ. Xuống đến khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ bắc, gió tại đây vẫn thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ cấp 4 đến cấp 5, biển không động. Tuy nhiên, thời tiết sẽ nhiều mây và có mưa rào rải rác tập trung ở phần phía nam khu vực nên khuyến cáo bà con về tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và khả năng sẽ có gió giật trong cơn dông. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Mặc dù sóng gió không mạnh nhưng thời tiết vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa dông, đặc biệt ở phía tây bắc khu vực, mưa dông sẽ xảy ra mạnh mẽ hơn, kèm theo khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh nên sẽ không an toàn trong hoạt động hàng hải, cũng như những chuyến tàu ra khơi của bà con. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.